Đây là Coi 68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Chào mừng anh em đã quay trở lại với podcast DeFi Discussion. Đây là nơi mà chúng ta sẽ ngồi xuống trò chuyện và chia sẻ với nhau những góc nhìn xoay quanh thị trường crypto và đặc biệt là mảng thị trường DeFi. Tập tuần này là một tập hết sức đặc biệt và rất là may mắn khi mà DeFi Discussion có thể mời đến đây một người có thể gọi là builder kỳ cựu. Một người đã tham gia đóng góp xây dựng những cái hạ tầng đầu tiên cho một cái dự án mà đã đạt được rất là nhiều những cái cột mốc ấn tượng, đó là Pendo. Thì vị khách mời đặc biệt của chúng ta tuần này đó là anh Vũ Nguyễn. Anh hiện đang là CTO của Pendo Finance. Có lẽ bây giờ sẽ là lời chào của anh Vũ gửi đến các bạn đang nghe DeFi Discussion ha. Hello anh. Okay, cảm ơn Nguyên. Thì đầu tiên thì chào tất cả các bạn đang theo dõi DeFi Discussion. Thì mình là Vũ, là co-founder của Pendo và bắt đầu cũng vào thị trường crypto cũng như là DeFi và blockchain từ năm 2017. Thì coi như là cũng qua được một số thời gian bull và bear rồi. Cảm ơn anh Vũ. Thì chắc là đồng hành cùng với mình trong tập hôm nay để cùng trò chuyện với anh Vũ, một gương mặt cũng hết sức quen thuộc với DeFi Discussion, đó là anh Poseidon. Thì anh Poseidon sẽ đóng vai trò là một người có thể gọi là người dùng từ những ngày đầu của Pendo, và hy vọng là những cái góc nhìn của anh Poseidon sẽ phần nào đó giúp cho cái câu chuyện hôm nay nó được đa chiều và đa dạng hơn. Thì hello anh Poseidon. Xin chào mọi người, mình là Poseidon đến từ Coi 68 và cũng rất vui khi được tham gia vào một cái buổi trò chuyện mà mình có, chắc mình cũng đợi cả một thời gian rồi, đó là được trò chuyện với anh Vũ là đến từ dự án Pendo, một trong những cái dự án mà mình cũng đầu tư và cũng tâm huyết rất là nhiều trong cái thời gian vừa rồi. Thì chắc là câu hỏi đầu tiên dành cho anh Vũ đi. Thì mọi người biết đến Pendo là một cái dự án giúp cho mọi người có thể thanh khoản hóa những cái yield, những cái lợi tức từ các cái yield bearing token. Thì cũng rất là tò mò đó là mọi người trong team Pendo thì xuất phát từ đâu để có thể triển khai một cái ý tưởng nó hết sức là mới lạ và gần như là nó chưa xuất hiện ở trong thị trường DeFi ở cái giai đoạn đó. Và không biết là cái khoảnh khắc mà Pendo cán mốc 50 triệu USD TVL đầu tiên á, thì không biết là cái cảm xúc của anh ở cái thời điểm đó là như thế nào? Thì cái thời điểm đầu tiên mà tại sao Pendo lại có cái ý tưởng như vậy, tức là có ý tưởng tạo ra Pendo, đó là từ năm 2020. Lúc đấy là, nếu các bạn nhớ là DeFi Summer, thì có rất nhiều các coi như là các nơi mà mình có thể yield farming được với những cái lãi suất rất là cao, nhiều khi là chục nghìn phần trăm kiểu vậy. Và lúc đấy thì nói chung là rất là vui, rất là exciting, rất là nhiều thứ hay ho xảy ra trong DeFi. Nhưng mà một trong những cái mà điểm mà mọi người trong team lúc đó, tại thời điểm mới đó, có thể thấy là cái yield này nó không thể nào mà có thể kéo dài được trong một thời gian dài, vì rõ ràng nó sẽ là rất là ngắn hạn. Vì thế cho nên là tự dưng mọi người sẽ nghĩ đến việc là liệu cách nào có thể giúp cho người dùng hay là mọi người có thể là cố định được cái yield đó. Ví dụ như là bây giờ yield đang rất cao như vậy, thì có cách nào có thể là mình lock in được cái yield đó, mình fix được cái yield đó trong một thời gian có thể là một vài tháng hay thậm chí là một năm chẳng hạn. Thì cái này nó cũng tương đương với cả một cái ở trong thị trường tài chính truyền thống, đó là cái thị trường mua bán lãi suất, gọi là interest rate swap ạ. Thì qua một số cái bọn mình tìm hiểu về thị trường tài chính thì cũng có thể thấy là cái này gần như là một cái bước phát triển tiếp theo khá là tự nhiên của một thị trường tài chính, của một hệ thống tài chính, đó là khi mà có yield, khi mà có lãi suất thì sẽ dẫn đến cái nhu cầu là mọi người muốn và cần được coi như là quản lý cái lãi suất đó, quản lý cái yield đó. Thì đó là cái dẫn đến cái ý tưởng cho Pendo. Còn cái phần thứ hai của câu hỏi của bạn là xuất từ thời gian đó là team đã build coi như là Pendo V1 đi, xuất từ cuối năm 2020, launch vào khoảng giữa năm 2021. Thì Pendo V1 lúc launch ra, lúc đấy thì không phải nhiều người biết đến cho DeFi, tại vì thực sự là Pendo V1 có một số cái hạn chế liên quan đến nhiều phần, ví dụ như là khó dùng, khó sử dụng, và khi mà mọi người cung cấp thanh khoản thì cũng cái trải nghiệm không được tốt lắm, rất là khó. Vì thế cho nên là cả team đã, tức là cái thời đấy là có thể là thời điểm khó khăn nhất của Pendo, đó là khoảng năm đầu đến giữa năm 2022 năm 2022, đấy là lúc mà Pendo V1 vẫn
kiểu như là vẫn chưa có được adoption tốt. Và lúc đấy là tụi mình đã phải coi như là ngồi lại bàn với nhau để mà tạo ra coi như là làm lại luôn cái protocol để cho Pendle V2. Và thì từ lúc Pendle V2 được launch vào cuối năm 2022 ấy, cho tới thời điểm sau đấy thì thực sự là Pendle mới có được người dùng, mới có được coi như là adoption thực sự. Và cái thời điểm mà lần đầu tiên mà Pendle có 50 triệu trong TVL ấy, đó là đầu chắc là khoảng tháng 4 năm nay. Thì cái lúc đó ấy, cái cảm xúc của mình rất là đấy, thì coi như là toàn bộ những cái cố gắng của cả team coi như là phải đập đi xây lại cả protocol từ V1 lên V2 là coi như đã được đền đáp. Và lúc đấy nói chung là khá là vui, rất nhiều các bạn bắt đầu vào Discord của Pendle hỏi là ồ thế dùng như thế nào, tại sao lại như thế, và người ta thực sự là dùng Pendle với cái cách mà người ta nên dùng Pendle, đó là quản lý cái yield và cái lãi suất của họ. Thì đó là mình có thể chia sẻ một chút về cái quãng đường và cũng như là cái khoảnh khắc mà Pendle coi như là có được nhiều adoption từ đầu năm nay, khoảng đầu năm nay đó. Thì không biết là cái dưới góc nhìn của một cái retail user thì có phải cái việc mà TVL của Pendle tăng đột biến á, thì nó là cái lý do khiến anh Poseidon quan tâm nhiều đến dự án này không ạ? Hay là có một cái lý do nào khác? Thực ra thì nói về Pendle thì mình sẽ có hai thời điểm. Thời điểm đầu tiên biết về Pendle thì như anh Vũ nói á, là cái giai đoạn đầu khi mà thị trường DeFi nó bắt đầu phát triển, tuy nhiên thì các cái sản phẩm nó bị lặp đi lặp lại ở nhiều trên khác nhau. Và kiểu như mình cũng tình cờ thôi, mình biết mà cái bài blog đầu tiên của Pendle mình đọc trên Medium, hình như là cũng cái bài mà cái phần mở đầu là nêu về lý do tạo ra Pendle ấy, là đúng như anh Vũ nói, tức là chia trong DeFi thì rất là nhiều nơi tạo ra, và dĩ nhiên sẽ có thời điểm cao và thời điểm thấp. Tuy nhiên thì lại không có một cái nền tảng nào nó cung cấp một cái gear cố định và cho phép người ta trade cái gear đó cả. Thì ban đầu mình ý tưởng này đối với mình nó khá là mới, tại vì thông thường thì người ta vào crypto người ta mong muốn tìm đến những cái gear cao và người ta chấp nhận cái sự biến động đó. Tuy nhiên thì ở với thị trường một thời gian thì mình mới thấy đây là một cái ý tưởng trên thực tế là nó hợp lý, mà nó hợp lý nhất là trong cái việc mà xây dựng cái thị trường gọi là trade cái gear đó. Tuy nhiên thì thời điểm đó thì mình chủ yếu là mình dùng thử Pendle và mình quan sát thôi, tại vì như hồi nãy anh Vũ có chia sẻ, giai đoạn đầu Pendle thì nó là một cái giao thức hết sức là khó về mặt cả ý tưởng, tức là mình nghĩ là không nhiều người dùng bình thường người ta có thể hiểu được và sử dụng Pendle được, cũng như tạo ra lợi nhuận cách dễ dàng với Pendle. Thì giai đoạn đầu nói chung là nó kiểu như dạng chỉ có mấy anh em design hoặc là OC người ta mới vào và người ta thử thôi. Tuy nhiên thì mình tin rằng là đây là một cái dự án cực kỳ tiềm năng, tại vì nếu mà anh em tìm hiểu về cái từ khóa là cái gọi là cái thị trường mà giao dịch lợi nhuận ở trong cái tài chính truyền thống, anh em sẽ thấy cái market size của nó là cực kỳ lớn, và hầu như là cái ý tưởng của Pendle hay là cái sản phẩm của Pendle đưa ra thì chưa có bên nào tại cái thời điểm đó người ta làm theo được. Cho nên là cái điểm yếu của Pendle lúc đó chỉ là cái sự mass adoption thôi, và do đó mình cũng theo dõi và mình cứ tiếp tục mình theo dõi liên tục như vậy, và cho đến cái thời điểm mà mình thực sự mình tin rằng Pendle nó sẽ bùng nổ là cái thời điểm mà Pendle lấn sân sang cái mạng liquid staking, tại vì đây là một cái mạng mà với cái việc ra mắt Ethereum 2.0 thì đây là cái mạng cực kỳ hot, và cái market size của mạng này cũng rất là lớn. Bên cạnh đó thì cái việc mà Pendle ra mắt V2 ấy, nếu như anh em chịu khó vào cái giao thức Pendle và anh em xem cái phần hướng dẫn ấy, thì anh em sẽ thấy là thực sự là vô cùng dễ hiểu, và đây là một trong những cái thay đổi mà theo mình là cực kỳ quan trọng để mà đưa những cái người dùng bình thường và đưa cái TVL nó quay lại, và nó giúp Pendle bùng nổ. Và cái điểm cuối cùng là cái thay đổi trong cái tokenomics, tức là cái thời điểm mà ra mắt VF Pendle thì nói chung là kiểu mình biết chắc là team Pendle sẽ chiến thắng rồi, tại vì khi mà ở đây nói không phải khen, nhưng mà kiểu như người ta biết người ta cần cái gì và người ta giải quyết đúng những cái đó thôi, chứ không phải là ở đây không phải là tìm cách là thay đổi mô hình hoạt động hay là tìm cách đổi qua một cái hướng đi mới như các cái dự án khác trong cái thời điểm downtrend, mà người ta cũng kiên định với cái hướng đó, nhưng mà người ta thay đổi cách làm một cách phù hợp hơn, đáp ứng cái nhu cầu thị trường. Ok, thì đó là toàn bộ những cái mà mình mới chia sẻ. Anh Poseidon có đề cập đến cái từ khóa là liquid staking, và khi mà theo dõi các cái sản phẩm của Pendle thì chúng ta cũng thấy là cái từ khóa này xuất hiện cũng khá là nhiều. Thì em cũng thắc mắc thôi, tức là cũng thấy là trên các cái vào các cái pool của Pendle thì cái STETH nó xuất hiện cũng cái tần suất nó cũng khá là nhiều, các cái pool với các cái kỳ hạn khác nhau thì nó cũng rất là nhiều,
Và trong thời gian gần đây thì mọi người cũng nói khá là nhiều đến câu chuyện là Lido, họ có những cái dominance, tức là cái tỷ trọng mà họ chiếm lĩnh thị trường nó cũng khá là lớn, và mọi người cũng khá là lo ngại đến những cái rủi ro xoay quanh cái giao thức này. Thì không biết là từ cái góc nhìn của Bendo á, thì mọi người có lo ngại về cái rủi ro đó hay không, và tức là mình có một cái backup plan, một cái kế hoạch dự phòng gì cho những cái rủi ro đó, như những cái rủi ro liên quan đến cái STETH hay không. Thì cũng muốn nghe cái chia sẻ của anh Vũ về cái câu chuyện này. Câu chuyện của Lido là một câu chuyện nó như kiểu là cũng khá là quen thuộc với cả nhiều các coi như là các protocol khác thôi. Đấy là sẽ luôn luôn có một số cái risk nào đó khi mà protocol nó phát triển rất lớn và coi như là tạo thành một phần rất là quan trọng cả thị trường. Mà thì bất kể protocol nào, cho dù là rất là decentralized hay là viết project rất tốt, thì bao giờ cũng sẽ có một số cái risk nào đấy thôi. Thậm chí kể cả là maker tồn tại không biết từ bao nhiêu năm, lâu năm rồi, nhưng mà cho đến thời điểm này thì vẫn có thể có một số cái trường hợp mà sẽ có risk cho cái cách hoạt động của maker. Lido thì tất nhiên là so với cả các nền tảng liquid staking khác thì theo một cách nào đấy mọi người có thể nói là nó centralized hơn, tại vì số những người mà chạy và operate cái mấy cái node của Lido là có thể là không nhiều bằng ví dụ là Rocket Pool chẳng hạn. Mặc dù là họ cũng được điều khiển bởi một cái multisig, tức là có phải có nhiều người ký thì mới có thể là thay đổi số cái. Mà bao giờ cũng thế thôi, bao giờ cũng sẽ có một cái số risk nào đó, bao giờ cũng sẽ có một cái risk lớn không của việc là có một cái gì đó xảy ra với có thể là contract của Lido bị hack. Cái này có thể là có thể là cái risk nhỏ hơn, tại vì một phần nào đấy là contract của Lido thường là khá là các đơn giản, tức là không có quá nhiều logic. Hoặc thứ hai có thể xảy ra với cái việc cái operation của Lido, ví dụ như là thế nào đấy mà họ chạy server có thể là bị hack, thế nào đấy mà có thể bị lộ key của một số cái phần quan trọng, hoặc là chuyện gì đó xảy ra với cả team Lido chẳng hạn, những người mà cầm cái multisig thế nào đấy mà họ có thể là bị mất tích, hay là bị tống tiền, hay là bị bắt cóc, hay là bị thế nào đấy, thì sẽ luôn luôn có những cái risk như vậy thôi. Thì đối với Pendle thì Mutual Pendle là một cái sản phẩm, một cái protocol mà luôn luôn thị, bởi vì Pendle là giúp mọi người trade yield và trade interest đúng không? Cho nên là rõ ràng là phải có một cái interest ở đâu đó, yield ở đâu đó từ một protocol nào đó, thì sẽ luôn luôn có một cái câu chuyện là Pendle sẽ phải build trên một cái protocol nào đó. Thì sẽ rõ ràng là Pendle sẽ có build lên trên Lido này, trên Rocket Pool, trên MakerDAO, có rất nhiều contract. Thì thứ nhất là Pendle protocol sẽ phải biết rõ là đấy, nếu mà cái underlying protocol mà có một cái risk gì đó thì những cái người dùng mà trên của Pendle ở trên cái pool đó thì cũng sẽ bị ảnh hưởng theo một cái extent nào đó. Thì với Pendle thì bọn mình chỉ làm được tốt nhất những cái gì mà Pendle có thể làm được thôi. Cái thứ nhất đó là các pool ở trong Pendle với nhau là nó hoàn toàn separate với nhau, tức là pool STE là sẽ hoàn toàn separate, tức là về mặt contract, về mặt hệ thống, về mặt risk là nó sẽ hoàn toàn tách biệt ra khỏi các contract của Pendle mà xây trên các nền tảng khác, ví dụ như là Rocket Pool hay là MakerDAO hay là SFX chẳng hạn, thì hoàn toàn separate, tức là nếu một có chuyện xảy ra với bất kỳ một cái mảng nào á thì nó chỉ ảnh hưởng cái trục đó thôi, tức là ảnh hưởng cái những cái pool đó thôi. Đấy là cái nhất. Cái thứ hai đấy là khi mà cái underlying protocol có vấn đề gì, ví dụ như là với STE chẳng hạn, với Lido chẳng hạn, có thể là Lido operate nào đấy bị mất một số tiền ETH staking chẳng hạn, thì lúc đó thì chuyện gì ra, đấy là STE thì có thể bị defect, có thể không phải là một STE bằng một ETH mà có thể là bằng 0.9 ETH thôi. Thì trong cái cách đó thì ở trong Pendle mọi thứ vẫn hoạt động hoàn toàn bình thường, tại vì trong Pendle là cái unit mà để mọi người trade yield, thì trong Pendle là để mọi người có thể mua bán yield thôi, thì cái unit nó luôn luôn được tính là STE. Vì thế cho nên là mặc dù ví dụ STE bị defect nhỉ, nhưng mà vẫn có yield nhỉ, thì với những cái purpose mà Pendle được tạo ra thì nó vẫn sẽ hoạt động bình thường, nó không bị ảnh hưởng. Và cái đó nó chỉ đơn giản là mọi người vẫn sẽ trade yield ở trên STE, chẳng qua là STE bây giờ có thể bị defect do Lido có một cái vấn đề gì đó xảy ra. Thì nó cũng tương tự như các pool khác thôi, đấy là khi mà mình Pendle build on top một cái pool nào đó thì sẽ luôn luôn make sure là người có thể luôn luôn trade yield được, và có thể cái asset đấy nó có thể bị defect hay là bị thế nào đấy, nhưng mà cái unit đấy nó vẫn work ở trong Pendle, tức là về mặt Pendle nó vẫn hoạt động như vậy. Và những cái gì mà bị ảnh hưởng ở dưới underlying protocol thì đấy, thì chuyện nó xảy ra như vậy thì cũng không thể coi như là làm gì khác được. Tức là cái giao thức của Pendle nó vẫn sẽ gọi là nó sẽ duy trì cái price discovery, tức là cái duy trì cái ngưỡng giá
thị trường. Và nếu như mà có defect hay là những cái sự cố gì liên quan đến cái token liquid staking thì tức là nó hiển thị lên trên giá và cái giá đó vẫn sẽ make sense trong những cái trading. Đúng, tại vì giá trong candle là sẽ được giá của những cái token, tức là giá những cái token mà liên quan đến yield trading ở trong candle á là sẽ luôn luôn là theo tính theo STE chứ không phải là tính theo ETH hay cái gì, cho nên là nếu mà STE bị defect thì mọi thứ trong candle vẫn hoạt động và nó sẽ không bị thêm một, tức là sẽ không bị thêm một cái extra risk nào ngoài cái việc là STE bị giảm giá nhỉ. Giảm giá. Tức là KBT token, cái principal token nó sẽ hoạt động như thường. Nó sẽ rồi. Chắc là một cái câu hỏi cũng liên quan đến một cái mạng mà thấy Pendle cũng có sử dụng tích hợp rất là nhiều, đó là cái Real World Asset á. Thì có cái hồi nãy anh cũng đề cập đến việc là cái giao thức là MakerDAO, thì họ cũng nhiều khả năng thì họ cũng sẽ có những cái rủi ro tiềm ẩn. Và thực ra thì nói cũng không phải là một cái case, nó một cái ví dụ nó quá là extreme đâu, nhưng mà thực ra thì DAI trong quá khứ thì nó cũng đã từng có cái hiện tượng là defect. Và không biết là có cái cơ chế nào để giảm thiểu cái ảnh hưởng khi mà người ta có cái nhu cầu mà swap từ cái PT sang cái SY để người ta redeem lại cái tài sản gốc á, thì có cái cơ chế nào để giảm thiểu cái hiện trạng đó hay không? Và tất nhiên là chúng ta hiểu là nó vẫn sẽ được trade theo cái kiểu là đúng với cái giá thị trường, nhưng mà có cái cách nào để mình giảm thiểu cái ảnh hưởng nó hay không anh? Thì với lại em nghĩ là cái case này nó sẽ giúp mọi người hình dung rõ hơn về cái cách hoạt động của cái AMM, cái V2 của Pendle. Thì chắc là muốn nghe anh Vũ giải thích một xíu về cái vấn đề này. Ok, thì cái này trước hết là có thể nói về cái trường hợp là ví dụ như là có vấn đề gì đấy xảy ra với MakerDAO contract hả? Với hệ thống hợp đồng thông minh của MakerDAO và mọi người muốn exit ra khỏi cái SDAI, cái DAI mà stake ở trong Pendle, thì có thể là những người cầm PT, cái principal token của Pendle cũng muốn exit chẳng hạn, thì có thể là họ sẽ bán cái đó đi. Thì thứ nhất là bán PT không phải là cách duy nhất họ có thể exit, mà họ hoàn toàn có thể, bởi vì trong Pendle thì sẽ có các yield token, thì yield token cũng sẽ có rất nhiều một số người cầm thôi, thì một người dùng có thể là hoàn toàn cầm một yield token và một principal token, một YT và một PT, và có thể redeem lại đúng một DAI. Vì thế cho nên là không nhất thiết là họ sẽ cần phải bán PT để mà có thể exit được. Và ví dụ như là có rất nhiều người, thì đấy là cái trường hợp là mà nếu một người dùng có cầm thêm YT nữa thì có thể là exit theo cách đó. Còn nếu mà họ không cầm YT thì họ đơn giản là họ cứ market sell, cứ bán PT để muốn exit theo chẳng hạn. Thì trong cái trường hợp đấy, thứ nhất là cái AMM của Pendle là được tạo ra là để chuyên trade cái principal token. Thì tức là cái principal token là một cái token mà nó sẽ giá nó sẽ tăng dần và nó sẽ rất gần với cả cái giá của cái token gốc. Vì thế cho nên là cái AMM của Pendle có thể theo một cách nào đấy là nó hơi na ná giống như kiểu là Curve hay là Uniswap, tức là có thể concentrate cái thanh khoản, cái liquidity ở một cái range, ở cái khoảng giá mà nó gần với 1 á, tức là PT với cả asset là gần với 1. Thì có nghĩa là mọi người có thể trade được nhiều ở đó hơn mà không bị price impact quá lớn. Nó giảm thiểu cái áp lực bán ra khi mà mình tập trung cái thanh khoản vào một cái vùng. Thì nó cũng na giống như kiểu một cái curve pool á. Khi mà các bạn thấy ví dụ mấy lúc mà STE mà bị defect chẳng hạn, thì mặc dù là trong cái pool đó chỉ có khoảng 10% hay chỉ có khoảng 30% là thanh khoản là ít rồi nhỉ, nhưng mà cái giá của STE với ít nó vẫn không bị giảm quá nhiều. Nó là do cái thanh khoản nó được tập trung vào nó. Thì Pendle AMM theo một cách nào đấy nó cũng gần với như thế, tức là nó cũng được tạo ra có một cái hệ tượng như thế, cho nên là khi bán rất nhiều PT ấy, thì nó cũng sẽ không bị giảm giá một cách quá nhiều. Ok, đấy là coi những điểm nhất đi. Điểm thứ hai đấy là giả sử như là PT vẫn bị giảm giá rất nhiều đấy chẳng hạn, tức là có thể là giảm không quá nhiều, như ví dụ như là từ bình thường là 95 cent, nhưng mà giảm xuống 95 cent trên một đô mà giảm xuống 80 cent nhỉ? Thì cái lúc này cũng đồng nghĩa với việc là lúc này cái fixed yield ấy, tức là nếu mà ai đó mua PT vào lúc này á, là sẽ được cái lãi suất cố định nó nhiều hơn hẳn. Thì nhiều khi nó sẽ là luôn luôn trong thị trường sẽ có những người họ muốn take risk nhiều hơn, hoặc là những người muốn giảm risk thôi. Thì trong những lúc đấy có thể là một số bạn trader có thể nghĩ là cái này chắc là MakerDAO không có vấn đề gì đâu, có thể là người ta đang phản ứng hơi quá. Thì lúc này có thể là vào và mua PT, thì tự dưng nếu mà vào mua PT lúc này sẽ tự dưng được 20%
lãi suất cố định cho stablecoin thì cái đấy là cực kỳ tốt luôn. Thì sẽ có những người là họ sẽ làm như thế, thì họ sẽ coi như là bình ổn lại giá PP. Và những người như thế này á, họ sẽ có thể làm được nhiều hơn thế, đó là họ có thể leverage long PP nữa, bằng cách là khi mà một số PP token của Pendle mà được support ở trên một số cái nền tảng mà money market ấy, kiểu như là ví dụ như là Silo hay là Dolomite hiện tại là đã support một số cái PP của Pendle, là các bạn có thể dùng PP làm collateral để vay thêm tiền để mua thêm PP, thì lúc này có thể là tăng thêm cái sự tăng thêm cái khả năng mua PP của những cái người mà họ muốn cược là PP bây giờ chỉ là đang bị giảm giá hiện thời thôi, và nếu mà đúng ra là giá PP sẽ được hồi phục lại và họ sẽ có được một cái profit, thì đấy là cái ý thứ hai, đấy là có những người như thế. Và ý thứ ba nữa đấy là khi mà giá PP giảm xuống á và cái lãi suất cố định mà tăng lên á, ví dụ là 2% á, thì cũng đồng nghĩa với việc là giá YT sẽ tăng lên, tại vì giá YT được chi phối vào PP, thì lúc này sẽ có rất nhiều các bạn là trước đấy đã cầm YT rồi, rất nhiều các bạn đã cầm YT, ví dụ các bạn đã cược là cái yield của SDAI tăng lên, thì tự dưng các bạn đấy tự dưng thấy là YT của mình đang tăng giá từ 5 cent, tự dưng nhảy từ 5 cent 20 cent, thì sẽ có những người họ sẽ take profit thôi. Đấy. Thì nó cũng sẽ cần bình ổn lại giá nữa. Và các bạn có thể hiểu là YT là nó capital efficient hơn rất nhiều. Đấy là một đồng YT ấy, là ví dụ một đồng YT là 5 cent đấy nhỉ. Khi mà mua bán cái một đồng YT đấy là nó ảnh hưởng đến thị trường cái yield bằng một cái đồng PP là 95 cent. Tức là về mặt số tiền ấy, mà bạn trade YT là nó sẽ thay làm cho thị trường nó dịch chuyển nhiều hơn nhiều. Vì thế cho nên đấy là ý thứ ba, đó là những người mà cầm YT sẵn họ có thể là bán YT để take profit và bình ổn lại giá theo một cách đó nữa. Thì đó có thể là ba cái ý mà mình có thể nêu ra để nói cho việc là nếu mà trong trường hợp như thế thì thị trường trên bây giờ nó sẽ phản ứng như thế nào, và nó sẽ không quá là kiểu như là bị giảm sụt giá PP quá đến mức mà một số người dùng có thể là lỗ bởi vì bán PP bị ít giá, bị trượt giá quá nhỉ. Em thấy cái thiết kế của cái MM này nó cũng khá là hay và nó rất là logic á, thì nó dựa trên những cái nguyên lý của các cái underlie của các cái token ở trong cái pool, và nó thiết kế một cách rất là gọi là tối ưu, tức là mình hình dung là một ông giảm thì sẽ có một ông tăng và tự nhiên là nó sẽ cân bằng cái lực đó lại, thì thấy là một cái cách thiết kế nó khá là hay, tối ưu. Thì không biết là anh Poseidon có cái thắc mắc hay là có cái câu hỏi gì liên quan đến cái AMM pool của V2 này không ha? Thực ra thì như hồi nãy anh Vũ có giải thích đó, thì nếu anh em chịu khó tìm hiểu về cái AMM V2 thì anh em sẽ hiểu là cái cơ chế hoạt động của V2 thì về bản chất khi mà swap PT với nó chỉ có một cái pool thôi, đúng không? Là PT và SI, thì về bản chất thì đây là một cái cơ chế mà chúng ta lợi dụng chính cái bản chất là cái việc mà Pendle đang sử dụng cái cơ chế là PT và IT có thể redeem lại cái SI và cái cơ chế mà tăng giảm ngược chiều giữa PT và IT. Thì mình nghĩ dưới góc độ của cái người thiết kế giao thức hay là những cái người mà đầu tư vào Pendle như mình thì thực ra cái rủi ro từ các cái protocol khác là có, chắc chắn là luôn có, đặc biệt là đa phần là những cái protocol mà Pendle xây dựng trên đó, on top trên đó là đều là những cái protocol nó liên quan đến lending hay là staking vân vân. Tuy nhiên thì thực ra về bản chất thì anh em cần phải hiểu là Pendle là một cái dự án sinh ra để mà chúng ta trade ha, chúng ta trade yield và chúng ta có những cái chiến lược lợi nhuận, chứ còn cái rủi ro của các cái giao thức phía dưới thì nó hoàn toàn không phải là cái trách nhiệm chính từ Pendle. Chính vì vậy nếu mà giả sử có những cái trường hợp mà nó kiểu như thiên nga đen xảy ra thì sẽ có một, tuy nhiên sẽ có một số cái biến động nhất định, nhưng mà đó cũng đồng thời cũng là một cái cơ hội kiếm lợi nhuận dựa trên cái cơ chế của chính Pendle. Còn về phía bản thân mình á, thì mình cũng có một cái thắc mắc cho anh Vũ, đó là thì theo như mình có biết á, thì cái pool AMM của Pendle thì Pendle đang sử dụng cái Oracle riêng của mình, đúng không ạ? Tại vì cái cơ chế PT và YT của Pendle nó khá là khác so với các cái AMM khác, thì anh Vũ có thể cho em hỏi là liệu rằng có một cái rủi ro, cái này thì em sẽ nói về rủi ro, liệu có một cái rủi ro nào liên quan đến tấn công thông qua flash loan đối với cái AMM của mình không ạ? Và nếu có thì mình có cái biện pháp nào để mình thông qua cái Oracle của mình để mà mình ngăn chặn cái điều đó? Thì thứ nhất đấy là đúng là
ở trong protocol của Pendle là có đề cập đến một cái gọi là Oracle, nhưng mà mình sẽ phải giải thích thêm nữa là toàn bộ Pendle protocol là không cần một cái Oracle nào để hoạt động cả, bởi vì Pendle là đơn giản là lấy cái underlying protocol, ví dụ như là một cái đồng DAI mà được stake vào trong mà MakerDAO nữa, thì tụi mình đơn giản là tách nó ra làm hai phần, một phần là cái yield và một phần là cái principal thôi. Cái phần yield đấy là trong cái hệ thống hợp đồng thông minh của Pendle là cứ nhận được thôi, và cứ nhận được là đưa cho YT. Cho nên là đấy, cái hệ thống đấy nó không cần một cái Oracle nào hết. Còn cái Oracle ở trong Pendle là thực ra là để cho những cái bên khác mà build on top of Pendle khi mà họ cần có giá YT và giá PT. Thì ví dụ rất đơn giản là một cái money market nào đấy mà họ muốn chấp nhận cái đồng PT của Pendle làm collateral chẳng hạn, để mà người dùng có thể dùng, ví dụ cầm PT SD ETH cho vào đó làm thế chấp và họ vay thêm USDC chẳng hạn. Thì để mà làm được điều đó thì cái money market đó họ sẽ cần phải biết xem giá của PT là bao nhiêu, đúng không? Thì cái Oracle của Pendle chỉ đơn giản là một cái contract, một cái hệ thống để mà có thể trả được cái giá PT nó đúng, và nó đơn giản là nó ảnh hưởng những cái giao thức, những cái protocol mà xây dựng ở trên Pendle thôi, chứ nó không ảnh hưởng đến cách hoạt động của Pendle và cái security hay là risk của người dùng Pendle. Thì mình có lẽ mình nói thêm một chút về cái Oracle cho này đi. Thì cái Oracle này nó, cái risk nó tự, ok, cái Oracle này nó, cái risk nó gần, nó ngang như cả cái Oracle của Uniswap V3 ấy. Tại vì cái Oracle này không cần một bên nào maintain, không cần bot hay không chạy gì hết. Nó được xây dựng ở ngay trong cái AMM luôn. Tức là mỗi lần mà người dùng trade với cả AMM của Pendle là nó, cái hệ thống hoạt động thông minh là nó ghi lại giá và nó sẽ tự động tính ra cái giá trung bình trong vòng bao nhiêu thời gian đấy, có thể là 20 phút, 30 phút, 1 tiếng. Cái đấy là tùy cái người mà mình muốn cái khoảng thời gian bao nhiêu cũng đều có thể gọi được hết. Thì cái Oracle này có thể gọi là như kiểu là nó inbuilt chúng ta, tức là nó là một phần của AMM luôn. Và yeah, nó được xây dựng theo đúng cái concept giống như Uniswap V3 vậy, cho nên là nó rất là an toàn. Cảm ơn anh Vũ. Thì vậy thì đối với cái pool mình nó có cái rủi ro kiểu như bị tấn công thông qua cái flash loan không mình? Cái pool của Pendle thứ nhất là không có một cái yếu tố nào gọi là margin hay là liquidation cả. Trong Pendle là mọi thứ là nó là spot hết, tức là nó là nó không có cái nào gọi là cho vay cho mượn, nó không bị ai là kiểu có thể là bị mất tiền do vay mượn gì hết. Thì cái thứ nhất, cái thứ hai là đấy, thì cái cách hoạt động của cái AMM của Pendle nó cũng rất là đơn giản, đấy là nó giống như là Uniswap pool, đấy là trade vào trade ra, cho nên là naturally là không có cái attack vector nào liên quan đến, tức là một cái cách mà tấn công mà có thể là dùng flash loan để mà tấn công Pendle, tại vì không có cái hệ thống liquidation, không có Oracle nào hết, chỉ dựa, tức là Pendle đơn giản là chỉ dựa vào đúng một cái, đó là cái cách mà cái pool ở đằng cái pool gốc ấy, nó phát sinh ra lãi suất. Thì cái việc mà cái pool gốc nó phát sinh ra lãi suất thì cái đấy tất nhiên là có thể một số trường hợp hy hữu, bản chất rồi. Tất nhiên là có một số trường hợp hy hữu, có thể là người ta dùng flash loan hay gì đấy để người ta tự dưng là làm cho cái yield đấy nó tăng lên rất nhiều hay thế nào đấy. Nhưng mà đơn giản là so với các protocol khác thông thường thì không, cái risk mà liên quan đến flash loan là rất thấp, bởi vì không có. Dạ vâng, thì cũng cảm ơn cái giải thích rất là chi tiết và dễ hiểu của anh Vũ. Thì đó, anh em nào mà sau cái clip này mà muốn kiểu như có thêm một cái chiến lược cung cấp thanh khoản trên Pendle thì rất là yên tâm rồi, tại vì cái rủi ro liên quan đến flash loan ở trên cái pool AMM của Pendle thì rất là thấp. Ok, thì câu hỏi tiếp theo đi, chắc là một cái câu hỏi mà nó sâu hơn về cái khía cạnh là kỹ thuật. Thì em cũng được biết là ở Pendle thì mọi người phát triển một cái chuẩn token, mọi người phát triển một cái chuẩn token riêng dựa trên cái nền của ERC-4626. Thì cái chuẩn token này nó là, em nhớ không nhầm là 5115 đúng không anh Vũ? Thì không biết là cái lý do vì sao mà mọi người sẽ phải phát triển một cái chuẩn token mới
và ứng dụng cho cái giao thức của mình. Thì không biết là có cái điểm tối ưu gì hơn so với cái chuẩn token nền tảng ban đầu. Và cái thứ hai mà em cũng rất là tò mò đó là cái dạo gần đây thì mọi người thấy là có những cái câu chuyện thảo luận liên quan đến cái 7540 á, thì là cũng là một cái chuẩn token vào token và nó có những cái tối ưu hơn cho cái mạng real world asset. Thì không biết là trong tương lai thì Bendo có cái định hướng là mình sẽ tích hợp luôn cả những cái chuẩn token mới này hay không, thì rất muốn nghe những cái giải thích của anh Vũ về cái câu chuyện này. Ok, thì trước hết là mình cũng đính chính một chút, đấy là cái chuẩn 5115 của Pendle tạo ra là nó cũng muốn làm giống, tức là cũng muốn cái mục đích giống như là cái chuẩn 4626, nhưng mà không phải là on top of cái 4626, tức là một cái chuẩn 5115 là không cùng giao thức, tức là không be on top cái 4626. Thực ra mình em nhớ là cái 5115 là mình hình như còn hoàn thành trước đúng không? Đúng rồi, mình hoàn thành trước là 4626 thì ý tưởng nó lâu rồi, nhưng mà cũng mới đầu 2023 nó mới xong. Còn 5115 thì thực ra nó là kiểu như nó cũng chung một cái hướng đi, nhưng mà cái cách thực hiện thì hai bên kiểu như nó sẽ không on top nhau mà mỗi bên sẽ có một hướng khác. Đúng rồi. Thì thực ra cái lúc mà nói chung là lúc mà team Pendle mà ý tưởng để ra 5115 là cũng từ rất là lâu rồi. Đấy là từ trước đấy, kiểu như là cuối năm 2021 kiểu vậy. Thì lúc đó là tất nhiên là chưa có 4626, và cái lúc mà 4626 bắt đầu có cái proposal để ra, lúc đấy là 5115 chưa được propose. Nhưng mà thì lúc đầu tiên là team Pendle cũng muốn là kiểu như là cùng chuẩn với nhau thôi, tức là để mà dùng một chuẩn thôi. Nhưng là mình cũng có nói chuyện với cả bên 4626 để mà có thể là bên đó có thể thêm một số cái để tích hợp để mà có thể support được cái chuẩn mà Pendle muốn. Thì ok, thì có thể giải thích được một chút là tại sao Pendle lại muốn tạo ra một cái chuẩn đó. Đó là rất đơn giản. Pendle là một cái giao thức để giúp người dùng trade yield, đúng không? Thì để mà làm cách để làm cho mọi thứ nó đơn giản nhất và nó dễ dàng nhất cho cái hệ thống của Pendle ấy, thì mình sẽ cần phải tiêu chuẩn hóa những cái giao thức mà nó tạo ra yield. Thì cái đó đấy, thì cái đó rất đơn giản thôi. Mình Pendle cần tiêu chuẩn hóa những cái giao thức mà tạo ra yield. Thì Pendle lúc đấy là muốn, tức là Pendle lúc đấy là đã mình bên mình đã tạo ra được những cái model mà coi như là có thể là bao quát được toàn bộ tất cả những cái cách tạo ra yield trên DeFi, bao gồm cả là coi như là các bạn stake tiền vào một cái gửi cho vay tiền vào một cái money market này, hay là thậm chí là cho thanh khoản vào một cái pool Uniswap V2 cũng có thể làm được luôn. Thì đấy, thì cái chuẩn 5115 này được sinh ra là để bao quát hóa được, có thể làm quy chuẩn hóa được tất cả những cái giao thức mà tạo yield như thế. Em xin phép ngắt lời anh Vũ một xíu, tức là em thắc mắc là kể cả rebase lẫn debase thì với cái 5115 này nó đều handle được hết, nó đều xử lý được hết. Đều làm handle được hết. Cả STX hay là wrap STX hay là nó sẽ rộng hơn. Nó sẽ rộng hơn cái 4626. Đúng rồi, thì chính xác là vậy. Mình cũng đang nói đến ý đấy luôn, đấy là thì lúc đấy Pendle rất muốn là 4626 có thể có một số thay đổi á, để mà có thể là accommodate được Pendle, tức là có thể là bao trùm được cả cái 5115 của bên mình. Nhưng mà lúc đấy thì họ cũng không họ muốn là làm nó đơn giản hơn, tức là làm nó chỉ cho một số cái vote thôi. Cho nên là lúc đó Pendle mới thấy là thế thì mình cần phải tạo ra cái tiêu chuẩn này để gần như là dành riêng, ít nhất là trong thời gian đầu là dành riêng cho Pendle dùng đấy. Thì khi mà tạo ra cái tiêu chuẩn này rồi thì nó làm cho mọi thứ trong Pendle trở nên rất là dễ dàng hơn. Thế là toàn bộ cái hệ thống contract chính của Pendle khi mà chia nhỏ một cái token ra làm chia làm YT và PT ấy, và cái hệ thống AMM ấy, là tất cả những hệ thống hợp đồng thông minh chỉ cần assume là cái token đi vào là một cái chuẩn 5115 thôi, và tất cả mọi thứ sẽ tự động hoạt động luôn, không cần phải code thêm cái gì hết, không cần phải code thêm bất kỳ một cái gì mà nó specific hay là nó riêng biệt cho từng pool hết, miễn là các pool được viết dưới dạng 5115 là vứt vào hệ thống Pendle dùng được luôn, dùng ngay lập tức luôn, plug and play luôn. Thì đấy là cái mà Pendle muốn hướng tới. Và trong tương lai xa thì cái việc như thế này có thể làm cho giúp cho việc là mọi người có thể là bất kỳ ai cũng có thể viết ra một cái contract theo quy chuẩn 5115 và có thể plug vào hệ thống của Pendle và dùng nó luôn, nó permissionless luôn, giống như là các bạn có thể lên Uniswap và tạo ra bất kỳ một cái pool nào để trade bất kỳ hai token ERC20 nào. Thì Pendle trong một tương lai dài nào đó cũng sẽ như vậy, đó là bất kỳ ai có thể viết ra một cái tiêu chuẩn 5115
và cứ thế vứt vào Pendle là có thể dùng được luôn, có thể tạo ra YTPT và có thể chuyết được trên MM luôn. Thì đó là một phần cái câu chuyện là tại sao lại năm một năm được tạo ra và tại sao nó lại không theo 4626. Câu hỏi thứ hai của bạn đó là cái quy chuẩn 7540 đúng không? Thì cái này là đơn giản là để tích hợp thêm một số cái tính năng của một số cái bên mà khi mà người dùng bỏ tiền vào hoặc là rút tiền ra thì không bỏ tiền vào rút tiền ra ngay lập tức được mà có thể đợi một cái thời gian nào đấy chẳng hạn. Thì với cái những cái hình thức như thế này á, nói một cách rất là sơ qua thì cái hệ thống của Pendle sẽ không support trực tiếp những cái hệ thống như thế này, tại vì cái hệ thống của Pendle là cần có một cái mechanism để người dùng có thể luôn luôn tạo ra được YT và PT ngay lập tức luôn, chứ không phải là đợi thì mới tạo ra được nữa. Cho nên là có lẽ câu trả lời ngắn nó là ngay thời điểm này thì Pendle sẽ chưa support được những cái chuẩn mà cho vào và cho ra phải đợi lâu như này. Nhưng mà câu trả lời dài hơn đó, đấy là nó cũng tùy vào các trường hợp thôi. Đó là nhiều khi thì những cái pool như thế này á, nó sẽ có một cái token nào đó để mà represent cái token mà chưa được cho ra vào. Mình lấy ví dụ rất đơn giản đấy là HLP chẳng hạn, hay là MaxLP, là lấy mấy cái liquidity token ở trên Max với cả trên HMX. Thì để mà các bạn min ra được HLP và MaxLP là cũng phải đợi khoảng 15 phút gì đó thì mới có thể min được từ các tổng min từ USDC hay là từ ETH chẳng hạn, thì phải đợi 15 phút. Nhưng mà trong Pendle thì Pendle vẫn hoàn toàn có thể support được mấy cái pool này, tại vì Pendle sẽ support ở cái tầng là cái MaxLP luôn và HLP luôn, tức là người dùng sẽ phải đợi cái 15 phút đấy ở ngoài ở trên tức là phải mọi người phải convert cái token của họ sang cái token mà đã phải chờ rồi đó, xong rồi dùng cái token đấy mang vào Pendle thì vẫn dùng được luôn. Thì theo cách đó thì Pendle vẫn có thể support được một số cái chuẩn như này, nhưng mà ít nhất thì tất nhiên là về trải nghiệm người dùng nó sẽ khó hơn, nó sẽ hơi có nhiều friction hơn một tí. Đó là họ sẽ phải có thể là sang trang web khác của mấy cái protocol gốc để mà đợi 15 phút hay là đợi vài ngày gì đó để tạo ra được cái token mà đã được minted đó và mang cái token đó vào Pendle thì mới dùng được. Cảm ơn anh Vũ rất nhiều vì cái giải thích liên quan đến cái lý do tại sao mà mình ứng dụng một cái chuẩn token riêng cho cái giao thức của Pendle. Ok, thì em được biết là cái đội ngũ dev của Pendle thì cũng khá là nhiều các cái builder đến từ Việt Nam. Và cái này thì cá nhân em thấy thì cũng là một cái tín hiệu rất là gọi là đáng tự hào á, tại vì mình ít nhất thì người Việt mình đã có thể mang được cái product ra thị trường thế giới. Nhưng mà có một cái view như thế này nè, là nó cũng khá là gây tranh cãi á, thì nhiều người hay có cái bình luận là dev Việt Nam rồi anh Vũ cũng hiểu cái câu chuyện đó, tức là cái đội ngũ build của Việt Nam thì thường thì nó sẽ kém chất lượng hơn so với thế giới, hay là những cái câu chuyện liên quan đến việc tư duy ngắn tư duy dài. Thì không biết là từ cái view của một builder trong thị trường này á, thì cái góc nhìn của anh về cái câu chuyện đó là như thế nào, và nó hơi nhạy cảm một xíu nhưng mà cũng rất là muốn nghe anh Vũ chia sẻ những cái suy nghĩ của mình đó. Mình nghĩ là trong cái câu chuyện này thì có hai câu chuyện ở trong đấy. Cái thứ nhất là cái việc mà mọi người có thể comment hay nói là dev của Việt Nam là kiểu như là tiêu chuẩn không cao lắm chẳng hạn, không tốt lắm chẳng hạn. Thì cái này mình sẽ nói luôn là về mặt tài năng của ít nhất là của các bạn engineers ấy, các bạn cũng có thể tạo ra được sản phẩm, có thể build ra được các hệ thống ở Việt Nam ấy, thì thực sự là có rất nhiều người giỏi ở Việt Nam, rất nhiều người tài. Mình có thể thấy được, và cái này không phải là chỉ mình nói đâu, đấy là tức là kể cả trong cái thị trường software engineering nói chung, không chỉ trong crypto hay là blockchain ấy, thì nói chung là ai cũng sẽ phải công nhận đấy là dev Việt Nam rất giỏi. Rất nhiều sinh viên về công nghệ ở Việt Nam là được đánh giá rất cao. Rất nhiều các bên là các công ty nước ngoài là về Việt Nam để coi như là xây dựng cái dev team của họ ở Việt Nam. Vì thế cho nên là về trình độ của builder của Việt Nam, những người engineer, những người tạo ra protocol, có thể tạo ra những sản phẩm rất là khó, rất là có nhiều tính năng và các tính năng khó, thì Việt Nam thực sự là không hề yếu và thậm chí có thể nói là rất mạnh. Mình có thể nói luôn là rất mạnh, tại vì một phần cũng là do dân số của mình cũng rất là trẻ, và thứ hai là
cũng có rất là trong cái hệ thống giáo dục của mình là cũng có nhiều cái coi như là cái chú trọng vào những các môn khoa học tự nhiên, và mình cũng nhận thấy là các bạn trẻ Việt Nam rất nhiều các bạn bây giờ là kiểu cũng rất là kiểu như là hoài bão, tức là kiểu cũng khá là ambitious, cho nên là đấy thì để nói thì cái ý thứ nhất đó là về mặt tài năng của các bạn builder Việt Nam là hoàn toàn không thiếu, hoàn toàn có rất nhiều các bạn giỏi có thể làm được những cái mình có thể nói luôn là dev ở Việt Nam hoàn toàn có thể tạo ra được world class product. Thì đấy là cái ý thứ nhất. Cái thứ hai là về cái mặt mà ví dụ như là có thể là một số cái góc nhìn tầm nhìn có thể là ngắn hạn hay dài hạn ở các những cái builder ở Việt Nam như thế nào ấy, thì có thể là cũng có trong quá trình phát triển của thị trường crypto Việt Nam trong một vài năm gần đây thì cũng có thể sẽ có một số dự án là không quá là kiểu như là suy nghĩ về dài hạn hay là làm mọi thứ kiểu như có thể là và nhiều project có thể là scam luôn chẳng hạn, tức là có nhiều project scam này. Thì cái đấy là mình cũng không disagree, tức là mình cũng có thể thấy là có một số hiện tượng như vậy là đúng, nhưng mà mình cũng thấy đó là thứ nhất là về mặt giáo dục ấy, về mặt education càng có thêm những người tài người giỏi ở Việt Nam thử đi vào crypto và thử coi như là tìm hiểu xem có những cái gì trong đó thì có lẽ tự nhiên đấy là những người tài họ sẽ muốn làm những thứ mà nó có thể là tốt hơn và những cái mà thực sự là sản phẩm nào đó có sự khác biệt. Và mình cũng có thấy được cái trend đó luôn, đó càng ngày mình cũng có thấy được nhiều các bạn builder có tâm huyết hơn ở Việt Nam và muốn tạo ra một cái gì đó thực sự là một cái sản phẩm có ý nghĩa và không chỉ là suy nghĩ về ngắn hạn hay không ngắn hạn thôi. Thì trong cái ý này thì cũng có một số cái ý nhỏ hơn, đó là kể cả trong những cái dự án mà có thể là muốn làm một cái triển chu hơn, kiểu muốn làm ít nhất là kiểu nó cũng có một cái gì đó mang lại giá trị chẳng hạn, thì cũng có thể là có nhiều hướng. Thứ nhất là có thể là chỉ đơn giản là copy lại hay là làm lại một số cái mà thế giới hay là mọi người đã đang làm rồi, nhưng mà ví dụ như làm trên các chain khác nhau hay là làm trên ví dụ như là fork một số dự án ra để có thể là có thể là innovate về mặt marketing hay là innovate về mặt tokenomics hay là về mặt xây dựng community chẳng hạn. Thì mình nghĩ là cái này cũng hoàn toàn là tốt, và Việt Nam nhiều khi là cũng có thể là làm giỏi những cái như thế, tại vì có thể là sẽ các bạn dev có thể làm rất nhanh, có thể là tạo ra những cái đấy, thì hoàn toàn là mình thấy là cái này cũng tốt và cũng đáng mừng thôi, khi mà các có nhiều dự án từ Việt Nam có thể là xây dựng một số cái nền tảng như vậy. Nhưng mà cái mặt thứ hai là khi mà xây dựng một số cái sản phẩm mà nó có cả thêm một số cái yếu tố mới chẳng hạn, thì mình thấy là có thể một số người sẽ nghĩ là có thể là ở Việt Nam thì chưa nhiều người nghĩ đến việc là có thể là tạo ra một cái gì mới hay là làm một cái gì đấy khác biệt quá, hay là thậm chí là tiên phong, coi như là tiên phong thôi chẳng hạn, tại vì thường thì mình cũng sẽ thấy là thế giới có rất nhiều cái đã làm tốt các thứ rồi, và đơn giản là có thể là copy hay fork một cái protocol nào ra thì cũng hoàn toàn là có thể thành công được. Nhưng mà mình nghĩ là dần dần sẽ người Việt sẽ tự nhận ra được là mình cũng mong đấy là thực sự là ở Việt Nam có đủ tài năng để có thể có rất nhiều người giỏi, đủ giỏi và đủ tài năng để có thể tạo ra là những thứ mới luôn. Có thể mới nhiều khi thực ra thì nói kỹ ra thì chẳng có gì là hoàn toàn mới cả, đúng không? Kể cả mấy ông kiểu pháp ngày xưa cũng là lấy rất nhiều inspiration từ Bancor, xong rồi từ Kyber các thứ không? Nhưng mà nói chung là để tạo ra một cái mới hơn một chút đó, tức là kiểu dám nghĩ làm ra những cái mới á, thì mình nghĩ là người Việt hoàn toàn có đủ khả năng cái đấy. Và theo một cách nào đấy thì để Việt Nam không có gì ngoài kiểu như là thế hệ trẻ, tức là có các bạn rất là tâm huyết và nhiều người giỏi, và mình không có thể là, và trong cái ngành mà kiểu làm crypto và blockchain này là đơn giản là mình chỉ cần đấu về mặt con người thôi, tức là đấu về mặt tài năng với người code thôi, không cần phải quá nhiều coi như là capital hay là vốn để mà xây dựng nhà máy hay cái gì quá nhiều, chỉ cần một cái máy tính laptop là các bạn có thể ngồi làm những thứ rất là hay ho rồi. Nên là mình nghĩ là về mặt lâu dài là cũng mong muốn, và mình nghĩ là cái trend ở Việt Nam này có thể là sẽ diễn ra như vậy, đấy là sẽ có nhiều bạn là sẽ dám nghĩ làm những cái mới hơn, và có thể là sẽ có nhiều những cái sản phẩm mà hay ho và mới lạ và mạnh đến từ Việt Nam. Thực ra thì được nghe những cái chia sẻ của người đang trực tiếp chơi cái cuộc chơi này, nói về cái cuộc chơi này thì em thấy rất là được truyền cảm hứng á, tại vì đôi khi chúng ta hay dễ bị gọi là
bị những cái noise, bị những cái tiếng ồn của thị trường nó hoạt động liên tục 24/7, thì đôi khi mình cũng bằng một cách nào đó thì mình cũng hơi bị mất động lực một xíu. Nhưng mà được nghe những cái chia sẻ của anh Vũ trong những cái câu chuyện, những cái ngóc ngách như thế này thì rất là được truyền cảm hứng. Không biết là anh Vũ có cái câu hỏi gì về những cái tầm nhìn hay là những cái tương lai đối với dự án của Bendo hay không? Đại diện cho những người đang hold token Bendo, em nói vui chút xíu ha. Thì thực ra thì em cũng đang cảm thấy là Bendo gần đây thì ngoài những cái update, nói chung là những cái thay đổi về sản phẩm ấy, thì cá nhân em cảm thấy là Bendo đang phát triển về cả chiều dọc lẫn chiều ngang. Tức là về chiều ngang thì mình đang phát triển ra theo kiểu là nhiều hệ sinh thái khác nhau hơn. Còn về chiều dọc đó là mình đang mở rộng thêm những cái vò khác nhau, những cái loại tài sản khác nhau có thể đưa vào Bendo. Thì em đang quan tâm đó là với cái tốc độ phát triển như hiện tại, thì trong cái tầm nhìn trung hạn và dài hạn, thì team Bendo đang có những cái định hướng nào để mà liệu rằng có phát triển thêm những sản phẩm mới không, hay là mình vẫn chỉ duy trì những cái mình đang làm, và hoặc là có những cái chiến lược phát triển mới, như kiểu đó có thể là mình gọi thêm những cái vòng gọi vốn mới với cái quy mô lớn hơn, tại vì theo em biết thì trước đây Bendo đã từng có một lần gọi vốn thành công rồi, thì vân vân. Thì mong là anh Vũ có thể bật mí một số cái thông tin bên lề để cho em hay là những cái người đang đồng hành với dự án Bendo có thể biết thêm. Trước hết thì có một vài ý thứ nhất, có lẽ là Bendo sẽ luôn luôn là một dự án để mọi người có thể trade yield, đúng không? Cho nên là có thể nói một cái vui vui đấy là ở đâu mà có yield thì ở đó sẽ có Bendo. Thì tức là nếu mà có bất kỳ một nguồn yield nào mới, hoặc là exciting, hay là có nhiều người dùng, có nhiều TVL, có nhiều lãi suất cao, thì Bendo chắc chắn là sẽ đi đến đó và sẽ support những cái pool như đó, như thế. Tại vì đơn giản là có nhiều interest của người dùng để mà deposit, để mà gửi tiền vào những cái pool đó, thì chắc chắn là sẽ có nhiều những cái interest để mà họ quản lý cái yield của họ thôi. Vì thế cho nên là đấy là một cái chiến lược mà Bendo sẽ luôn luôn theo, đó là bất kỳ chơi nào mà có yield, không bất biết là nó là đến từ trend nào, nó là RWA, nó là LSDFi, hay là nó bất kỳ một cái trend nào mới đi trong những trend nào mà chưa có, thì ở đó chắc chắn sẽ có một cái yield nào đó, và Bendo sẽ luôn luôn đến đó và nắm bắt cái đó và be on top vào cái đó để mọi người có thể deposit tiền vào Bendo và có thể trade được, có thể quản lý được cái yield của mình. Thì đó là cái ý thứ nhất. Ý thứ hai thì có một số cái mà Bendo sẽ phát triển tiếp để mà giúp cho cái việc mà mọi người trade yield nó được tốt hơn hẳn bây giờ. Mình có thể nói tóm gọn như thế, thì có lẽ trong một vài tuần sắp tới mọi người sẽ có thể thấy một số cái như vậy mà Bendo cũng đang phát triển trong một thời gian gần đây. Thì nói nôm na là nó sẽ giúp cho cái việc mà trade YT và PT nó capital efficient hơn nữa, tức là nó tự có dư lượng vốn, cái thanh khoản, giúp làm cho cái thanh khoản của cái việc mua bán YT PT nó còn tốt hơn so với bây giờ nữa. Thì đấy là một cái hướng nữa mà Bendo đã phát triển một thời gian qua, và có thể sắp tới sẽ có một số cái để mọi người có thể thấy được cái thành quả đó. Có lẽ là mình có thể chia sẻ được hai ý chính như vậy. Một vài cái alpha leaks nhỏ dành cho các bạn đang nghe DeFi Discussion. Rồi thì em nghĩ là cái tập podcast tuần này nó cũng dài rồi, và hy vọng là sau khi nghe cái tập podcast này thì nhiều anh em sẽ có nhiều động lực hơn để tìm tòi những cái điều thú vị, những cái góc gọi là nho nhỏ liên quan đến sản phẩm của Bendo. Và rất là cảm ơn anh Vũ đã dành thời gian đến với DeFi Discussion lần này và chia sẻ rất là nhiều những cái thông tin rất là thú vị. Chắc là bây giờ sẽ là lời chào của anh Vũ gửi đến các bạn đang nghe podcast ha. Nói chung là cảm ơn DeFi Discussion đã mời mình đến nói chia sẻ ngày hôm nay. Cảm ơn Poseidon đã dành thời gian đến với DeFi Discussion tuần này, và cảm ơn các bạn đã nghe đến hết những giây cuối cùng của DeFi Discussion. Hy vọng là chúng ta sẽ còn cơ hội để gặp lại nhau trong tuần tiếp theo với những câu chuyện thú vị xoay quanh thị trường DeFi ha.